hát Hoang Mang. Phần dự thi của Lê Đình Minh Ngọc của đoàn đội Anh Vũ Hà. Táo hơi bị nhẹ. Do phối kiểu này thì hát chậm được. Cái bài này tình lắm. Cái bài này giọng phải mạnh, kia là Hồ Bình Hương hát rồi. Không sức chịu lắm không? Khi mà khúc người ta bung lắm, nó có bung cái chỗ đi. Để mình coi thử lát nữa. Tất nhiên là mình chưa có nhận xét về Ngọc cả, cũng chưa nhận xét mà chỉ nói là cái bài này giống Vĩnh á, nó là vậy đó. Anh nghĩ là tiết mục này sẽ được bao nhiêu điểm anh Long? Anh nghĩ là chắc sẽ có điểm 10. Ồ, anh đoán là sẽ có điểm 10 vì thật ra có, tại vì trước mắt nhìn vô thấy có sự đầu tư. Mình chỉ là người trái nghề mà, nhưng mà cái gì cũng giám khảo thì thấy đầu tư thấy khoái rồi, thấy không? 10, chính xác, anh Long nói đúng chính xác, 10 điểm rồi. Nhưng quan trọng là mấy con 10? Chứ không phá kỷ lục của Đàn đâu. Anh à. Mùi, 2 điểm mùi rồi. Và cuối cùng xin mời giám khảo Đàm Bình Như đã là cái đảo. Anh ơi, em nghĩ chắc 3 điểm mùi. Chắc 3 điểm mùi. Có thể. Wow, chúc mừng. Cảm xúc của hai anh chị bây giờ như thế nào ạ? Anh thấy sao khi cô học trò nhỏ của mình ha, theo từng tuần á, càng ngày càng tỏa sáng, ngày càng điêu luyện, mà nhìn vào ai nhìn vào cũng biết rằng là qua cái bàn tay nhào nặng của anh mà từ từ cô lột xác. Hạnh phúc. Dạ. Hết. Thôi thầy kiệm lời quá thì trò nói đi, em thấy như thế nào nè? Dạ, thì em cũng cảm thấy hạnh phúc và quá sướng nha. Dạ, thì công sức hai thầy trò bỏ ra cũng không uổng đúng không ạ? Và em cảm thấy em may mắn khi là được vào đội của thầy Vũ Hà. Những cái ý tưởng rồi những phần mà phát âm câu hát trong những tiết mục của em là luôn luôn được thầy chỉnh sửa rất là kỹ. Cho nên là em rất cảm ơn thầy. Chị có nghe nói là team của mình tập rất là nhiều, hầu như là tối nào cũng lên trong phòng tập và tập hết. Và bây giờ là một cái sự em nghĩ là hoàn toàn xứng đáng cho sự cố gắng của cả thầy và cả trò.